Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình rất vui được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver của máy in Datamax. Fit giấy cho cái máy in Datamax Only E-Class Mark 3 này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Sau khi các bạn lắp giấy mực xong rồi thì các bạn sẽ cắm nguồn điện cái đôi adapter vào trong máy in. Sau đó thì các bạn bật công tắc nguồn lên. Công tắc nguồn thì ở bên ngay bên cạnh phải của máy đây. Bật lên này. Sau khi bật lên thì các bạn có thể thấy là cái đèn power ở trên này nó đã sáng đèn rồi đây. Nó đã nhấp nháy màu đỏ, các bạn có thể thấy không ạ? Các bạn chờ một lúc nhé, để cho cái đèn đỏ này nó đứng im. Sau khoảng một vài giây thì cái đèn màu đỏ nó đã tự động chuyển sang màu xanh và nó đứng im ở đây, các bạn có thể thấy không ạ? Sau đó thì mình sẽ ấn vào cái nút power này. Đây cũng là cái nút fit giấy luôn. Mình sẽ ấn vào giữ nhé, ấn vào đè giữ nguyên. Sau khi cái đèn đỏ nhấp nháy và nó chuyển sang cái màu xanh nhấp nháy như này thì chúng ta sẽ thả tay ra. Cái con sensor mắt đọc nó sẽ tự động căn chỉnh cái khổ giấy của chúng ta mà chúng ta lắp vào sao cho phù hợp. Nếu như giấy nhỏ hay giấy to hay đây là kích thước của mình là 35x22 này. Đây là kích thước cái nhãn in của mình. Các bạn hoàn toàn có thể lắp những cái kích thước nhãn in khác. Có kích thước khác vào đây, máy nó cũng vẫn sẽ cho ra cái tình trạng fit giấy chuẩn. Nếu như các bạn làm đúng theo cái bước mình vừa mới làm. Hiện giờ nó đã căn chỉnh đúng cái mét của con tem rồi đây. Bây giờ mình sẽ ấn một lần vào cái nút này thì nó sẽ tự động đẩy ra, nếu như nó ra một hàng thì là đã ok. Đây ok rồi đây, đúng một hàng này. Mình sẽ fit lại cho các bạn xem nhé. Một hàng này. Một hàng này. Một hàng này. Một hàng này. Đấy, các bạn có thể thấy không ạ? Một hàng này. Đấy. Cứ mỗi một lần chúng ta ấn vào cái nút này mà nó chỉ ra, trồi ra một hàng giấy thôi thì như vậy là chúng ta đã fit giấy thành công rồi. Bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể kết nối USB đến máy tính, cài đặt driver và sử dụng bản in bình thường. Hy vọng là video này sẽ giúp cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.